giới to to có một tình yêu nhỏ nhỏ, là tình yêu đôi ta dù khoảng cách là bao la. Theo khoa học thì ở nói đó gọi là yêu xa, còn như anh với em thì gọi một là tình em. Yêu thật xa xa, nhìn ra mây trùng phóng ba là tình ta, cho những người ta đặt tên là yêu xa. Rồi em mong ngày trôi nhanh, trôi qua hết những nhọc nhằn, mang đi hết những suy tư dành riêng về anh đó. Xin mang về đây bao nhiêu yêu thương, trong con tim em thôi thẫn thờ, nghĩ suy vu vơ. Lỡ ngày mai anh bên cạnh ai không phải là em, làm sao em biết lúc ấy em thương cô đơn, mà em sẽ không không khóc đâu. Cho đến một mai đôi ta yên bên nhau. Em có biết yêu xa là gì không vậy? Thì là yêu mà ở xa đó. Trời, cái đó chỉ là cái đen thôi, có nghĩa khác nữa kìa. Là gì vậy? Như là em một người anh yêu, dù chỉ phía sau màn hình, có sức hút làm tim anh thổn thức mỗi khi càng nhìn. Đồng hành mãi bên anh là giọng nói dễ thương nhất trần đời, ý trời đã định vậy nên em phải phân lời. Cũng chia nhỏ khoảng cách giữa đôi ta bằng tình yêu, anh sẽ gỡ vào gió nhịp đập con tim làm tín hiệu nè. Chờ tình phút vì nhớ, sao thấy lâu hơn bình thường, đợi em online mà thời gian cứ như tự bình phương. Nhưng đến thứ gọi là khoảng cách và ngày đêm chẳng cách được đôi mình ha. Bên em thì ngắm hoàng hôn, sai người với anh là bình minh, cùng nhau giữ trọn niềm tin và nhớ nè. Rất mạnh phải bình tĩnh nghe. Xa nhìn ra mây trùng phóng ba là tình ta, cho những người ta đặt tên là yêu xa. Rồi em mong ngày trôi nhanh, trôi qua hết những nhọc nhằn, mang đi hết những suy tư dành riêng về anh đó. Xin mang về đây bao nhiêu yêu thương, cho con tim em thôi thẫn thờ, nghĩ suy vu vơ. Lỡ ngày mai anh xăm có tìm nhau, đó là khi biết bỏ ngoài tai những tiếng ai cười và định tin những thứ ngọt ngào từ người ta nhé. Mơ cứ ước rồi cũng là chờ và đợi, nhưng nếu như được ước anh sẽ là Doraemon, có cánh cửa thần kỳ cho hai ta chưa vào trong. Khoảng cách xa bao nhiêu anh rồi cũng chỉ là con số không. Hoặc giá mà có một vì sao đưa anh tới, anh sẽ là Domin Chun nhân thời đại mới. Chỉ cần búng một cái là em bên cả anh đây, nhưng nói gì thì nói chứ giờ anh cần có một điều là đừng có giết mẹ được rồi.